Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu đến anh em cái cây mần ri hoa vàng. Anh em thấy hoa màu vàng nhé. Đây là cái trái của nó đây. Hoa màu vàng. Thì cái cây này thì cho cô ăn rất là tốt nha anh em. Có rất là nhiều cái loại mần ri, nhưng mà cô thì nó chỉ có ăn cái mần ri hoa vàng này là tốt thôi. Như tôi thấy thì có mần ri hoa tím nè, mần ri hoa trắng nè. Nhưng cái loại mần ri hoa vàng này thì tốt nhất, cho cô ăn là tốt nhất. Từ những con của mình ấy, mình cho nó ăn ấy thì mình cảm giác nó rất là sung, nông rất là đẹp. Anh em ở khu vực anh em thì có thể tìm kiếm những cái loại này cho những cái con cu của anh em ăn. Đây là trái nó nè. Anh em chờ nó già xong rồi anh em hái cái trái của nó, phơi nắng cho nó tự nó tách ra. Xong anh em lượm cái hạt. Một tuần anh em cho ăn một vài cống thì nó rất là tốt. Có nhiều ăn rất là tốt nha anh em. Củ rất là đẹp, nông mượt, sung. Bổ sung khoáng chất rất là tốt. Hoa ở đây.